mình thấy rất là nhiều anh em hay bị một vấn đề, đó là tâm lý. Đi đá banh mà bị tâm lý thực sự rất là khó đá các bạn, nhất là khi anh em đá giải. Các bạn có đồng ý với mình như vậy không? Bình thường khi tham gia những cái trận đá giao lưu, cắp kèo, đá những cái trận có tính chất không quan trọng lắm thì chúng ta đá rất là thoải mái, cầm bóng được, đi bóng được, sút bóng được. Tuy nhiên cứ vào đá giải các bạn, hoặc là những trận đấu có tính chất quan trọng thì khi đó chúng ta bị tâm lý, chạm bóng cũng không được, giữ bóng cũng không xong, truyền thì truyền chật, sút thì tạt tạt. Vậy theo anh em có những cái cách gì để chúng ta có thể khắc phục được vấn đề tâm lý khi tham gia những cái trận đấu quan trọng hay không? Theo ý kiến cá nhân mình nha, để khắc phục được vấn đề tâm lý, anh em cần làm những cái việc sau. Một, đó là chúng ta chuẩn bị thật tốt trước trận đấu. Ví dụ mai có trận đá giải quan trọng, đêm hôm trước đó chúng ta không nhậu nhẹt, không thức khuya, rồi chúng ta không ăn quá no trước khi tham gia trận đấu, rồi chúng ta lên sân thật sớm để khởi động thật kỹ. Đó là những cái cơ bản để các bạn chuẩn bị. Rồi một yếu tố rất là quan trọng nữa, đó là chúng ta phải chuẩn bị nền tảng thể lực thật là tốt các bạn. Thực ra khi anh em bị tâm lý, chẳng qua là mình lo sợ, mình cảm thấy là đối thủ nó mạnh hơn, cảm thấy là chúng ta không đủ sức để chúng ta đá cái trận đó. Cho nên để cải thiện được tâm lý thì anh em cải thiện được những cái vấn đề liên quan tới thể lực, liên quan tới kỹ năng. Và một yếu tố quan trọng nữa giúp cho các bạn đỡ bị tâm lý hơn, đó là yếu tố cái người đội trưởng, cái người huấn luyện viên. Đó phải là những người có thể truyền động lực cho anh em, giúp đỡ anh em trên sân khi anh em gặp khó khăn. Điều đó rất là quan trọng. Ví dụ đội các bạn đi đá giải mà bị dẫn trước, đã bị tâm lý sẽ càng tâm lý hơn. Khi đó cái vai trò của người đội trưởng, người huấn luyện viên rất là quan trọng, phải truyền lửa và giúp đỡ anh em đỡ tâm lý hơn, từ đó đôi chân nó thanh thoát hơn, đá nó mới dễ. Thì đó là một số chia sẻ của mình về vấn đề tâm lý khi đi đá giải hoặc là những trận đấu quan trọng. Anh em cảm thấy như thế nào? Nếu cần chia sẻ bất kỳ vấn đề gì thì cứ comment bên dưới nha. Còn anh em cần tư vấn về giày bóng đá và các phụ kiện thể thao thì cứ liên hệ mình nha. Cảm ơn và xin chào tất cả anh em.